Hello Ron, đây là máy đọc sách Kindle Paperwhite 3. Thầy đang cầm trên tay một cái bản 4 GB để làm video. Còn bản của Ron thì 32 GB sẽ được gửi qua sau ha. Về ngoại hình và các cái thông số khác của máy thì có thể tìm hiểu ở trên mạng. Ở đây thầy sẽ hướng dẫn một vài cái thao tác sử dụng máy thôi. Đầu tiên là mình có một cái nút nguồn ở đây. Khi mình bấm vào thì nó mở màn hình lên. Nếu mình có cover thì chỉ cần mở cover ra là tự động màn hình nó sáng lên, nó bật thôi, không cần phải bấm nút nguồn. Kế bên là cái cổng micro USB, nó đi kèm với dây cáp. Và lưu ý là cái cục sạc cho cái máy đọc sách nên dùng cái dòng điện thấp là 1A. Thầy sẽ gửi kèm cho mình một cái cộng với dây cáp chính hãng để sạc pin cũng như là copy sách từ laptop. Và bây giờ mình mở nguồn lên để coi ha. Đó, đây quay lại home. Lúc mà mình đây bấm vô chỗ airplane mode này, mình phải có cái dấu xẹt qua, tức là đang tắt, mình phải mở nó lên, tức là mình tắt wifi đi. Đó, mình bật chế độ máy bay lên. Cầm máy về thì mình sẽ việc đầu tiên mà mình phải kết nối wifi, thì mình vào trong setting này, mình bấm vô wireless. Mình bật cái mình tắt cái này đi, tắt chế độ máy bay đi, mình bấm off. Máy này thì nó sẽ tự động kết nối wifi, còn nếu mà mình chưa có tự động kết nối wifi thì mình bấm vô trong đây, mình chọn cái mạng wifi khả dụng và nhập mật khẩu vào là xong. Lần sau tự động nó sẽ đăng nhập. Rồi có wifi rồi thì mình sẽ đăng nhập tài khoản và sẽ tải sách được bình thường. Xong cái phần wifi. Ở phía trên này thứ tự các cái nút chức năng là nút home, là quay lại màn hình chính ở đây, nút quay ở nút back là trở lại cái trang trước đó. Phần setting thì ở đây nó hiện một số cái tính năng cơ bản, đó là tắt cái chế độ wifi, đồng bộ sách trên cái Amazon account của mình và chỉnh chế độ sáng. Thì về chế độ sáng ha, thì nếu mà mình ra cái môi trường có ánh sáng tốt đó, thì mình chỉnh nó về không, nó vẫn rất là rõ. Còn nếu ở trong tối tắt hết đèn thì mình tầm để khoảng 9 tới 10 là phù hợp. Tùy mỗi người và nó khác với điện thoại. Điện thoại thì khi mình ra ngoài thì mình phải mở cái ánh sáng rất là mạnh, và khi mình vào trong tối thì mình lại hạ chế độ sáng xuống. Còn đây là những cái cài đặt cơ bản. Còn full cài đặt thì mình bấm vào on setting ở chỗ này hoặc là bấm vào setting ở chỗ này. Đó. Ra đem máy về, sau khi đăng nhập vào wifi thì mình sẽ đăng nhập vào tài khoản của mình bấm vào your account. Nếu trong máy có sẵn một tài khoản của người nào đó thì mình sẽ bấm vô deregister, là tức là đăng xuất, bấm vào đây. Còn nếu chưa thì mình cứ bấm vô chỗ đó, tức là register account á, mình chọn cái tài khoản có sẵn, Amazon account có sẵn của mình và đăng nhập vào, nhập username password là xong. Khi mà mình đăng nhập lần đầu tiên thì máy nó có hướng dẫn sơ sơ vài bước sử dụng, nhưng không sao. Còn nếu mà mình thích xóa hết tất cả mọi thứ có ở trong sách á, thì mình sẽ vào chỗ reset, bấm reset ở đây. Thì tất cả mọi thứ nó sẽ bị xóa, sách trước đó mình đã copy, tài khoản và các cái tính năng cài đặt, và mình quay lại máy ở chế độ zero và mình cài đặt lại từ 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 đầu. Alright. Sau khi đăng nhập tài khoản của mình vào trong cái máy đọc sách rồi thì mình bắt đầu, giả sử như trong khi mà thầy đưa sách cho mà cái máy đọc sách cho mình thì thầy đã cài sẵn những cái từ điển khả dụng và một số sách mà mình yêu cầu. Giả sử như đây là một cuốn sách thầy giới thiệu về trải nghiệm đọc sách trước, mình bấm vào cái cuốn sách này thì khi đây là màn hình đọc sách, mình bấm lên ở trên góc phía trên khu vực này này, nó sẽ hiện lên những cái thanh chức năng. Mình bấm go to thì nó sẽ cho mình cái mục lục, mình quay về cái cover hoặc là quay về cái chương nào đó mình muốn tới. Giả sử như thầy muốn tới chương chapter 3, mình bấm vô đây. Nó đang bị bấm vào chapter 3, nó sẽ ra và đọc.
Bây giờ giới thiệu cái chức năng tra từ điển. Thầy đã bỏ cho mình ba cái từ điển ở trong máy, mình muốn tra từ nào thì mình bấm nhấn giữ vào cái từ đó, nó sẽ ra cái từ điển này. Mình nhìn ở dưới đây nè, là từ điển Việt Anh Full. Đây là từ điển tiếng Việt. Mình bấm vô đây, mình để mình đổi từ điển. Thì ở đây mình có từ điển, thầy sẽ để offer, từ điển offer bản phiên bản số 8, và một cái từ điển Oxford Dictionary, chứ không phải là ba cái này. Nó nằm ở một cái máy khác. Lát nữa thầy quay video mình tra từ ở đây, nó sẽ hiện nghĩa ra cho mình. Và khi mình tra từ thì đồng nghĩa với cái từ đó nó sẽ được lưu vào cái danh sách học từ vựng của mình. Lát nữa thầy hướng dẫn sau. Giả sử như mình muốn highlight một cái đoạn mà mình cảm thấy hay á, thì mình thì bấm highlight tới sorry. Tới đây và mình bấm highlight nó và mình cho nó một cái note. For example, cái chỗ này mình muốn ghi là cái gì đó để lần sau mình tìm cho nó dễ, thì mình ghi là hay quá, for example, hay một cái cụm gì đó. Lát nữa thầy sẽ chỉ cho mình cách tìm tới cái chỗ mà mình đã highlight đó. Thì bấm vào, nếu mà từ đó nó không có trên từ điển thì nó sẽ hiện không có cho mình. Cái chỗ này X-ray, lát nữa mình sẽ, mà thầy nói luôn ha, là cái chức năng tìm kiếm cái từ ở trong trong cuốn sách á, tức là mình muốn tìm cái từ, một cái từ nào đó nằm trong sách, nó nằm ở chỗ nào, chương nào, thì mình dùng cái chức năng này vậy thôi. Hiện tại thì cái cuốn sách này nó đang mở cái chế độ là worldwide, là nó sẽ hiện cái symbol definition, tức là định nghĩa cơ bản của một cái từ mà nó nghĩ rằng cái từ đó nó khó, mình không hiểu, thì nó hiện lên. Mình có thể tắt cái chức năng này để cho các cái hàng chữ nó dày trở lại. Thì mình sẽ bấm lên trên này, nó sẽ hiện vào cái chỗ AA này. Phần phần hai chữ A là phần tùy chỉnh cho chế độ đọc. Mình có thể chỉnh cho cái chữ nó ở dạng compact, là nó nén lại chữ nhỏ, hoặc là recommend các bạn chọn cái chế độ standard. Ở chỗ phân thì mình chọn phông chữ, có nó khá là giới hạn, có bao nhiêu đây thôi. Và cỡ chữ, độ in đậm và cỡ chữ, số số nào tùy thế mình cảm thấy phù hợp là được. Phần layout thì ngang dọc cái canh viền nhỏ hẹp hay là sao đó, không thì mình cứ chọn cái phù hợp với mình. Và xuống cái more thì ở chỗ này nè, nó hỏi là thị hiển thị đồng hồ trong khi đọc sách, thì hiện đồng hồ nó nằm ở phía trên góc trên này, ở đây. Mình chọn để mình biết là lúc đó mấy giờ để còn đi ngủ. Mấy cái chỗ này thì mình có thể bỏ qua nếu mình muốn, tức là nó hiện những thông tin của cuốn sách khi mình mở cuốn sách đó lần đầu tiên, giới thiệu tác giả rồi năm xuất bản vân vân. Popular highlight là những cái chỗ mà người khác đọc cuốn sách này và người ta highlight nhiều thì người ta hiện cho mình biết để coi mình có chú ý tới phần đó hay không. Đây là phần worldwide, là chỗ này này, là mình bấm vào. Đây là on, tức là đang bật, thì nó thể hiện cho mình cái nghĩa của những cái từ mà nó nghĩ là khó, mình không biết. Nếu mình cảm thấy phiền thì mình có thể tắt nó đi. Đó, rồi mình không biết từ nào thì mình đi tra từ điển thôi. Nó hết rồi. Đó là phần cái chỗ, bây giờ chữ nó nhỏ lại rồi. Mình có thể chỉnh cái chữ nhỏ lại bằng cách là zoom nhỏ lại. Ở đây. Rồi lật trang thì mình phía khu vực phía bên phải này nè, là mình nhấn vào thì nó sẽ đi tới, hoặc có thể lật qua như này. Còn ở phía bên này thì nó sẽ đi lui. Đó. Hoặc là mình có thể lật ngược lại. Đó. Sách của Kindle thì ở phía dưới này nó không có hiện trang, mà nó hiện 17% cho mình biết là mình đang ở chỗ nào. Và phía bên này nó để cái lock viết tắt cho chữ location, tức là vị trí của cái trang này ở trong cuốn sách. Thì tùy độ dày mỏng của cuốn sách mà cái chỗ này nó lớn nhỏ khác nhau ha. Thì ví dụ mình đang ở chỗ 796. Rồi bây giờ mình lật ra chỗ khác, rồi mình muốn quay lại chỗ đó thì mình sẽ bấm go to.
vô cái chỗ page location, bấm vào 796, chọn location, nó sẽ ra tới cái chỗ hồi nãy 795 đây. Một cái trang như thế này thì mình thấy 795 này, lật trang tiếp theo thì 801, vậy thì tầm 5 tới 6 location tùy cái độ, cái cỡ chữ mà mình để. Mình có thể không thích hiện là này thì mình sẽ bấm vô đây, nó sẽ mất luôn. Bấm lại một lần nữa, nó sẽ hiện cái số trang cộng với 18%. Bấm vô đây, 38 phút còn lại trong cái chương này là số thời gian nó ước tính cái tốc độ đọc của mình đó, thì nó nghĩ là còn 38 phút nữa mình đọc xong. Hoặc là 8 giờ 55 phút thì đọc xong cuốn sách này. Bấm lại một lần nữa thì nó sẽ hiện lại cái log cộng với cái phần trăm đó, thời gian. Rồi, đọc xong một cuốn sách. Rồi giả sử mình muốn bookmark nó thì mình bấm vô chỗ đây. Đó, tức là nó sẽ lưu lại cái chỗ mình bookmark. Lần sau mình tìm tới á, bấm vô đây thì nó sẽ hiện ra. Nó có nhiều cái bookmark mình chọn tới cái chỗ mà mình đã đánh dấu. Cái chỗ note hồi nãy này. Đó. Hồi nãy thầy có note một cái chỗ và thầy kêu là hay quá cho mình á. Ở đây, nó sẽ hiện lên khi mà mình vào cái chỗ đó. Những cái chỗ store Goodreads thì mình không cần quan tâm. Đây là một cái Kindle thầy đang đọc mà. Giả sử như mình muốn vào học từ vựng, những cái từ vựng mà mình đã tra thì mình bấm vô chỗ này và Vocabulary Builder. Đây là list những cái từ vựng mà thầy đã tra, có những cái từ mà lỡ bấm nhầm thì mình xóa đi, nó không có nằm trong list này nữa. Còn đây là một số từ đó, mình bấm vào thì nó sẽ hiện nghĩa của từ đó ở phần definition dictionary đây. Bấm qua bên đây thì nó sẽ lấy cái câu example, cái câu mà mình tra cái từ đó ở trong sách luôn, nó ghi cho mình là cuốn sách nào ở chỗ đây để mình nhớ cái ngữ cảnh. Và bên đây là phần nghĩa. Nếu mình thuộc nó rồi thì mình bấm vào là master. Đó, mình có thể học bằng cách là bấm vô flashcard cho nó lướt qua thì nó sẽ hiện từ cái example trước, cái câu mà nó trích trong sách đó. Đây là câu đó và cái đây tên, đây là cái tên cuốn sách này. Nếu mình thuộc rồi thì mình bấm master, còn nếu mình quên nghĩa thì mình bấm lại chỗ cái C dictionary này, nó sẽ ra nghĩa. Rồi, xong, thoát cái chế độ học từ vựng flashcard. Quay lại cuốn sách thì đây này, ba cái từ điển mà thầy nói là sẽ cài trong máy của các bạn, đó là cái từ điển Oxford Advanced Learner Dictionary phiên bản số 8, cái từ điển Oxford Dictionary of English và cái từ điển tiếng Anh Việt. Không có cái này, là ba cái từ điển rất là thông dụng. Một từ nếu mà mình tra nghĩa tiếng Anh, ưu tiên mình tra nghĩa tiếng Anh nhưng mà mình vẫn không hiểu thì mình sẽ đi qua coi tiếng Việt. Đó, nó có example thì ba cái từ điển này nè, thì cái Oxford Advanced phiên bản số 8 á, là cái đầy đủ nhất và nó cho rất là nhiều từ vựng trong cái example bank. Tuy nhiên có vài từ không có cho nên là thầy để cái từ điển Oxford Dictionary of English đây. Cái từ điển này thì nó trình bày định nghĩa dễ hiểu hơn và nó cho nguồn gốc của từ, cho example. Đó là về phần từ vựng, từ điển và học từ vựng đọc sách. Cơ bản là xong rồi đó. Mình sẽ trải nghiệm thêm. Bây giờ sẽ chỉ cho các bạn cách đi lên mạng, lên lấy một cái download một cuốn sách về bằng cái chức năng là tìm trên web. Mình bấm vô, sorry, mình ra lại cái nút home, mình mở wifi lên ha. Wifi đang mở này, ở đây wifi đang mở. Mình bấm vô chỗ này, lấy vô chỗ experimental browser. Bấm vô trong đây, các bạn chú ý nha, mình sẽ nhập địa chỉ và lưu ý là chỗ này phải là cái chữ web. Đó. À, trước khi mà đi vào trong cái chỗ này sợ thì mình phải phải làm cái thao tác này đã. Mình phải đi vô trong chỗ experimental browser và bấm setting. Rồi nó hỏi thầy là mở wifi lên. Mình bấm vô chỗ setting, browser setting á, thì mình
mình cái chỗ là chỗ này này mình phải để enable, tức là mình disable nó đi, không disable cái này luôn, hai cái này phải để là enable enable nha. Đó thì mình mới search được qua bên đây. Đó, mình sẽ nhập cái địa chỉ mà thầy sẽ đưa cho mình một cái địa chỉ, mình sẽ nhập vào ví dụ time một cái link rất là ngắn thôi, tinyurl.com sẹt 9101 là cái mã của thầy cộng với lại tên của cuốn sách, nhập qua thì nó sẽ hiện cái cuốn sách đó lên trên này, nó hỏi mình có muốn download không ở chỗ này này đó. Mình bấm vô đây, nó hỏi là bạn có muốn download cuốn sách này về không, thì mình sẽ click là ok.